Alo, xin chào các bác. Lại là mình đây, lại là Ngân Xù đây, Ngân Cục Xì Lầu đây. Hôm nay mình sẽ không review về hàng Nhật, mà hôm nay mình sẽ review cho mọi người về một chai nước hoa Coco Chanel Paris, được sản xuất tại Pháp luôn. Và chai này là chai thật 100% chính hãng nha các bác nha. Chai này là do đứa cháu tôi là nó sách bên Pháp về. Nó là tiếp viên hàng không và nó là người trực tiếp mua tại Pháp, sách về cũng như là trực tiếp mang bill về nha. Đấy, đây là một chai nước hoa thì mọi người sẽ khi bóc, gọi là nó mang về một tuần nay rồi, nhưng mà hôm nay mới có thời gian ngồi khui ra và quay clip để review cho mọi người xem. Xem là cái chai nước hoa xịn sò thì nó sẽ như thế nào nhá. Chai này là chai Coco Chanel 50ml, hàng green luôn nha. Đây, về ngoại quan thì phía trước nó sẽ như này. Đấy, bên ngoài vỏ hộp sẽ được đóng siêu như thế này nha mọi người. Sẽ được đóng siêu như thế này nha. Đây, nếu mà thông thường những cái hàng fake ấy thì cái nó sẽ không có cái logo của Chanel Paris ở đâu. Nó chỉ có một dòng logo Chanel New York này ở giữa này thôi. Đấy, và tất cả những cái chữ này của nó thì sẽ to hơn một chút xíu. Thì nói qua trước khi bóc ra, đây trên này logo này nó được, nó là bên trong hộp, nó đóng như này, nhưng mà cái logo bên trong này nó là sát hộp nha. Đấy, đây mọi người có thể ngoại quan để mở mang tầm mắt nha. Lần đầu tiên khui hộp mà Coco Chanel hàng Vin đây mọi người ạ. Đấy, thì mình sẽ bóc luôn cho mọi người xem nhá. Thì để nói về cái nước hoa Coco Chanel này thì người ta hay còn gọi là Chanel Coco Mademoiselle ấy. Thì nó là một cái phiên bản bổ sung cho những cái nét tính cách mà đầy tương phản của một cái dòng nước hoa Chanel khác. Nó gọi là dòng gì? Dòng Gabrielli thì phải. Nó có một cái hương thơm rất là tươi mát và nó rất là, gọi là, dùng cái từ phức cảm. Đấy. Thì nó để mà phân biệt cái dòng, để mà phân biệt mà nước hoa thật với giả, thật ra mình dùng ngoại quan thì mình cũng chưa chắc là đã phân biệt được đâu nhá các bác. Mà sẽ phân biệt vào cái cách dùng ấy, vào cái cách dùng của sản phẩm ấy. Và khi mà nước hoa, nếu mà thương nước hoa thật ấy, thì nó phải luôn luôn có đầy đủ 3 tầng hương rõ nét. Đó là cái hương đầu, bao giờ hương đầu của nó cũng sẽ kéo dài khoảng 15 phút. Là cái hương đầu, nó có 3 tầng hương nha. Tầng hương đầu sẽ kéo dài khoảng 15 phút, sau đó thì sẽ xuất hiện cái tầng hương giữa. Tầng hương giữa xuất hiện khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Và cuối cùng là cái tầng hương cuối. Thì cái tầng hương cuối của nó sẽ kéo dài rất là nhiều giờ. Và cụ thể là ở cái dòng Coco Chanel Mademoiselle này thì nó sẽ lưu mùi hương lên đến 12 giờ luôn, 12 tiếng luôn nha mọi người. Thì cái tầng hương đầu ấy của cái chai nước hoa Coco Chanel này, nó sẽ là hương đầu của mùi cam, quả bưởi và cam. Và hương giữa của nó sẽ là hoa nhài, hoa hồng và quả vải. Và hương cuối của nó sẽ là hương bài, xạ hương, cây hoắc hương cùng với cả hương lan nhiệt đới. Nên là khá là toàn những mùi hương mà mình rất là yêu thích mà thôi. Đấy. Thì cái độ lưu hương của nó sẽ rất là lâu, 12 giờ là lâu lắm đấy. Đấy. Thì cái nồng độ của cái dòng này là nồng độ của nó là, người ta gọi tắt là EDP. Thì cái nồng độ này là cái nồng độ lưu hương rất là lâu, 12 tiếng trở lên. Và độ tỏa hương của nó là sẽ có độ tỏa hương xa khoảng trong vòng bán kính 2m. Có nghĩa là khi các bác xịt quả nước hoài lên trong vòng 2m bán kính, các bác vẫn tán ra như thường. Năm phát hành của dòng này năm 2001. Đấy, ok, rồi tiếp tục bóc nha, khui tiếp này. Bên trong nó sẽ như này nha các bác.
Mình tiếp tục bóc ra nha. Đấy, logo này in dập dập ở đây và dập ở đây. Ok, mình sẽ khui ra cho các bác xem nha. Ok, để xem hàng real nó sẽ khác hàng fake ở chỗ nào nha. Đây. Ok. Đấy, bên trong nó không có gì đặc biệt cả, nó chỉ có một cái này thôi. Nó chỉ có một cái này thôi bác. Đấy, các bạn là mình vừa. Đấy, bên trong nó không có gì đặc biệt cả ngoài một cái giấy này thôi. Đấy. Không có gì đặc biệt đâu nha các bác, nhưng mà nhìn cái vỏ hộp này rất là tinh xảo nha, và có cái độ bóng và màu của nó gần như màu ngọc trai vậy nha. Tiếp tục. Đây là bên trong. Đấy, logo này. Chỗ này nó sẽ là logo thường thôi. Nói chung là nhìn thì mình sẽ cào cái chỗ này xem nó có bay màu không nha. Cái này sẽ không hề bay màu nha. Hàng fake thì sẽ bay màu nha các bác. Cái này không bay màu này. Hàng fake hôm mình có cầm một chai hàng fake rồi, và cái chai đấy cạo không, cạo phát bay luôn, cạo bằng ngón tay là bay luôn nha. Nhưng chai này không bay luôn. Đấy, bên trong nè, bên trong này. Đấy, cái ống này nhá, cái ống mà mọi người nhìn thấy trong này này, lẽ ra nó trong suốt. Mọi người nhìn thấy cái màu mờ dưới này không? Màu mờ dưới này. Đấy, nó sẽ trong suốt. Nếu mà hàng real ấy, hàng thật ấy, thì nó sẽ là, nó sẽ trong suốt như ở dưới này này. Nhưng đây là do đã có nước hoa vào trong rồi nên mọi người mới nhìn thấy thôi nhá. Thật ra nó trong suốt như này. Trong suốt cái đoạn này vẫn còn ống xuống sát dưới đây này. Đấy, ống xuống sát dưới đây này. Đấy, và có một mẹo nữa là mình sẽ lắc như này, lắc như này. Lắc lên và cái bọt này nó sẽ rất là lâu bị mất bọt. Bởi vì cái này nó tinh dầu, nó sẽ lâu mất bọt. Còn nếu mà nước không ấy, nước không thì nó sẽ mất bọt luôn.